Khi lựa chọn một cây đàn organ, điều quan trọng không chỉ là vẻ ngoài ấn tượng mà còn là chất lượng âm thanh tuyệt vời, khả năng đáp ứng đa dạng các phong cách âm nhạc và sự bền bỉ theo thời gian. Đàn organ Cutman SV800 nhập khẩu nguyên bản từ Vương quốc Anh chính là tác phẩm nghệ thuật âm nhạc mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, đang được đóng gói cẩn thận, đầy chu đáo với nhiều lớp ni lông dày chống sốc và phụ kiện là chân đàn cứng cáp, hộp bao đàn dày để bàn giao về cho anh nhạc công tại Đồng Nai. Và đây là phiên bản trưng bày tại showroom để trải nghiệm các bạn. Hãy đến các chi nhánh của tụi mình tại quận 3 và Tân Bình nhé. SV800 với dáng đàn góc cạnh đầy nét mạnh mẽ, hệ thống đàn nền đa màu sắc làm tăng tính thẩm mỹ cho đàn và tạo ra một không gian biểu diễn đầy sống động, khám phá những tính năng vượt trội bên trong siêu phẩm SV800 với mình nhé. Đàn organ SV800 sở hữu 61 phím đàn với 8 cấp độ cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD 7 inch hiển thị rõ nét thao tác cảm ứng nhạy như trên smartphone cao cấp, band 4 chiều cho phép luyến lấy các bản nhạc dân tộc bolero và nhạc hoa. Âm thanh SV800 tích hợp đa dạng với 1192 âm thanh, 320 điệu nhạc, 500 bài hát và 39 hợp âm, khả năng kết nối đa dạng với audio xuất âm thanh MP3, WAV vào USB. Nhiều chức năng phải có trên organ cao cấp như Expo tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, split mode chia bàn phím, recording ghi âm chỉnh tempo và auto off khi không sử dụng. Khi mua đàn SV800 tại Minh Phụ Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Theo mình mang đàn ra xe và xuất phát đi Viettel Boss để đàn được nhanh chóng đến tận tay anh nhạc công nhé các bạn. Vậy là buổi bàn giao SV800 đã thành công rồi. Rộn ràng trời, nếu anh sẽ sót nhiều nha, để tụi mình còn làm thêm video trải nghiệm đi bạn, không thừa bye bye tạm biệt hẹn.